chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Đây các bạn, anh Ráp ghé rồi nè, chuẩn bị lấy hàng để đi vào qua Hòa Tóc nè các bạn thấy không? Anh phải vô mới test hàng xong là anh ghé lấy hàng ha. Rồi chào các bạn, bây giờ là 11 giờ trưa ngày 3 tháng 11. Anh Phi đang có một đơn hàng quả tóc từ Sendo. Và bây giờ anh Phi sẽ làm cho các bạn xem ha. Đây các bạn thấy không, đơn hàng quả tóc à, quả tóc là giao trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Và bây giờ thì anh Phi sẽ bắt đầu test đơn hàng đây. Khi thấy có đơn hàng thì trước mắt anh Phi sẽ xác nhận còn hàng, sau đó anh Phi sẽ test hàng và gửi đi à, các bạn xem thấy ở quy trình làm việc ở Abo là như vậy ha các bạn ha. Khi thấy đơn là anh Phi sẽ tính toán tới chuyện xác nhận đơn hàng và cho đi ngay, cho đi nhanh và cho đi đúng với cam kết nhé các bạn. Còn chuyện giao hàng tới tay khách hàng là do các anh giao hàng nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cố định góc máy để bắt đầu test cái con thần rồng đại dương 676-201 này đây. Anh Phi đã cố định góc máy rồi đây các bạn. Đây là một đơn hàng quả tóc sau khi khách hàng đặt xong. Đơn hàng quả tóc này chỉ thể hiện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những quận huyện gần thôi nha các bạn nhé. Những quận huyện xa đôi lúc cái đơn hàng quả tóc nó sẽ không hiện lên để các bạn đặt. Và khách này thì đang có vẻ là đang cần ngay, cần gấp, cho nên anh Phi sẽ làm trên tinh thần là một người khách hàng. Anh Phi có những cái anh Phi cũng mua và trên tinh thần anh Phi muốn nhận liền, cho nên là anh Phi sẽ đứng vai trò là khách hàng, cho nên anh Phi làm. Và khi có đơn hỏa tốc là anh Phi sẽ xác nhận ngay. Đơn hỏa tốc này ở trên này nó có một cái câu nữa nè, shop cần xác nhận đơn hàng trong vòng 48 tiếng. 48 tiếng là bao nhiêu ngày các bạn biết không? Một ngày nó có 24 tiếng, 48 tiếng là trong vòng 2 ngày đó. Cho nên ở đây qua cái đơn hàng này anh Phi muốn giải thích cái thuật ngữ một chút xíu cho các bạn hiểu đó. Đơn hàng quả tóc các bạn đặt là giao trong vòng 3 tiếng, nhưng ở đây tại sao á, khi sang đỏ họ sẽ thông báo là shop cần xác hàng đơn hàng trước trong vòng 48 giờ là 2 ngày sau. Bởi vì sao? Bởi vì có một số shop á, họ bán hàng là không qua kho đó, là kho họ không có, khi phát sinh đơn hàng họ mới đặt hàng và giao về cho các bạn. Còn 3 tiếng này là tính từ thời điểm anh Phi xác nhận còn hàng. Người bán hàng phải xác nhận còn hàng nha các bạn. Đó, khi anh Phi xác nhận còn hàng như vậy thì đơn hàng nó mới chuyển lên thành đơn hàng hỏa tốc thật sự nha. Đơn hàng mới chuyển lên thành đơn hàng hỏa tốc thật sự nha các bạn. Chứ không phải là khi các bạn đặt là trong vòng 3 tiếng là sẽ có đâu. Không phải như vậy, là từ lúc shop xác nhận các bạn trong vòng 3 tiếng mới có nha. Và ở đây thì anh Phi đang chờ lấy hàng, cho nên cái thông tin về người giao nhận chưa có, nhà gọi là cái tài xế vận chuyển chưa có ha. À, đấy thì bây giờ thì sau khi mà xác nhận xong thì anh Phi sẽ làm cái thủ tục của anh Phi thôi, test hàng rồi cho hàng vào trong túi shop. Hàng gửi hỏa tốc thì anh Phi không có đóng hộp nha các bạn nhé. Hàng gửi hỏa tốc là hàng gửi nhanh và giao tận tay khách hàng, và anh Phi sẽ không đóng hộp. Rồi bây giờ thì anh Phi đã vào rồi. Ngày hôm qua nay các bạn khi thấy anh Phi review, các bạn sẽ thấy anh Phi có những cái miếng băng ở trên tay. Đây, nhất là cái tay này. Ngày hôm qua anh Phi bị ngã xe, anh Phi chống tay xuống bị chày. Cho nên là các bạn khi di chuyển ngoài đường các bạn phải cẩn thận ha. Mặc dù anh Phi cũng đã rất là cố gắng, rất là cẩn thận rồi, nhưng mà có những sự việc xảy ra chúng ta không thể lường hết được. Cho nên anh Phi bị xà xuống đường và bị chày ha. Cũng may là chỉ chày ngoài da thôi, không sao, không có dính dáng tới xương cốt, cho nên là anh Phi vẫn làm việc được một cách bình thường các bạn ha. Đây anh Phi test con vô đây không các bạn, lúc nào cũng vậy hết nha các bạn nhé. Ở Abo anh Phi luôn test như thế này, anh Phi không test thì anh Lĩnh test nhé. Anh Lĩnh không test thì chị Thư test, anh chị Thư không test thì cô Sáu test. Nói chung á là hàng ra khỏi Abo đều phải test hết, cho dù có bán tại chỗ hay cho dù có giao hàng đi tỉnh, hay dù cho dù có giao hàng hỏa tốc qua các cái diễn đàn thương mại điện tử, hay là giao qua Ahamu, Ahamu hay là giao qua Grab chẳng hạn, thì đều được test hết các bạn nhé. Nhưng mà đôi lúc là do khách hàng chưa có quen với cách bán hàng của Abo, cho nên khách hàng luôn dặn câu là test giùm anh, test giùm chị. Nếu anh chị không dặn em cũng test. Chỉ có cái là anh chị phải dặn em mới làm là gói quà. Chẳng hạn như cái này các bạn tặng quà sinh nhật mà các bạn không có tiện đi gói á, thì anh Phi sẽ gói luôn cho các bạn. Nhưng mà gói bằng giấy kiến thông thường thôi, nó không có đẹp như là gói giấy của Nhật đâu nhé. Và hai dây quà tặng anh Phi đã cho vào đây rồi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái hộp hàng này lại, cho vô túi shop và chỉ chờ cái anh vận chuyển ha. Thường là Ráp nha các bạn.
thường là Grab, anh vận chuyển hàng nhanh hỏa tốc, anh sẽ đến nhận hàng và anh sẽ chuyển hàng giao tận tay khách hàng trong vòng 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng là 3 lần 6, 18, 180 phút ha các bạn ha. Rồi xong. Đấy, dây quà tặng và tất cả mọi thứ đã test xong xuôi. Và bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó vô một cái túi xốp thông thường thôi ha. Ở anh Phi thì không có túi giấy đẹp cho nên anh Phi chỉ cho vào cái túi này và anh Phi cột lại ha. Một là để chứa nó, hai là để bảo vệ khi trời mưa luôn. Khi trời mưa thì chỉ cần túm gọn lại như vậy rồi bỏ vô ba lô là nó sẽ hết. Rồi bây giờ thì anh Phi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé.